Xin lỗi khi vô ý mạo phạm. Trong công việc, sau khi chúng ta vô ý mạo phạm ai đó, để tháo gỡ mâu thuẫn và dẹp bỏ không khí căng thẳng, không gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ tại nơi làm việc, tốt nhất nên lựa chọn cách chủ động chân thành nhận lỗi, nếu không sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đại do không chú ý trong lời nói nên đã vô tình mạo phạm đến đồng nghiệp là chị Lê, khiến đối phương rất bực tức. Vì việc đó mà Đại cũng rất bối rối. Lúc này anh ý thức được nếu chỉ thuận miệng xin lỗi bình thường sẽ không thể hiện được thành ý. Vì thế Đại đã chân thành nói: "Xin lỗi chị, là tại tôi đã không chú ý nên nói bừa, tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi đảm bảo từ giờ sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa, mong chị giơ cao đánh khẽ, không chấp kẻ tiểu nhân." Những lời xin lỗi thật lòng này đã khiến chị Lê bình tĩnh lại và tha thứ cho Đại. Sở dĩ lời xin lỗi của Đại phát huy tác dụng tốt là do anh đã biết cách điều chỉnh ngôn ngữ thiết nghĩ. Nếu anh chỉ thuận miệng nói một tiếng xin lỗi thông thường chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả, đối phương sẽ không dễ thông cảm cho anh và quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.